Chào mọi người nha. Chào các bạn nha. Hôm nay thì anh em mình đi trồng sắn mọi người ạ. Thì đây cây sắn là anh em mình vừa vác từ trên nương kia xuống. Đây, bây giờ đã vác xuống thôi. Làm việc thì tập trung mà làm đấy. Tao trừ hết đường của mày đấy. Tiền công sức tao làm ra, tao thuê chúng mày, không phải là tiền tự mọc ra đâu. Biết rồi nói nhiều làm gì nhỉ? Thì tao không nói thì để cho chúng mày ngồi chơi như thế này à? Trồng sắn thì lẽ ra là phải vào mùa mưa mọi người ạ. Thì nó cuốc đất là dễ hơn. Nhưng mà ở đây là không mưa nên là cũng phải trồng thôi. Thằng Thủy mày cuốc đất mày cuốc như thế à? Cuốc nhanh lên như không có sức. Sao ông nói nhiều thế nhỉ? Ông giỏi sao ông không làm đấy? Thế tao mà làm được thì tao thuê chúng mày về làm gì? Làm chậm cũng chê, nhanh cũng chê, không làm nữa. Mẹ cái thằng này. Ông đừng có trách tao nhá.